Thưa quý vị và các bạn, hiện nay ở huyện Lạng Giang xuất hiện xác lợn vứt trên các tuyến kênh. Thực trạng này đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương cần phải có biện pháp hữu hiệu nhằm giải quyết dứt điểm, tránh lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu Phi 2 ngày, vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay, chúng tôi có mặt tại tuyến kênh giữa vị trí rào chắn rác Cống Hà Vang, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang. Vẫn còn tình trạng lợn chết tồn ứ trên kênh mà chưa được chính quyền địa phương xử lý. Từ hôm qua là ngày 14 đến hôm nay giờ là chính quyền địa phương vẫn chưa có ý kiến gì. Huyện chỉ đạo là cái việc trục vớt và cái việc vận chuyển thì là do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lạng Giang. Xí nghiệp làm nó chưa đảm bảo thì dân nó việc phản ứng. Không vào cuộc quyết liệt, thậm chí còn dấu hiệu đùn đẩy trách nhiệm. Trong khi đó, người dân hàng ngày vẫn phải gánh chịu cảnh ô nhiễm môi trường và nguy cơ dịch bệnh. Cái địa phương đây quá khổ về cái Cống Hà Vang này là cái nơi mà nó tích tụ từ cái rác thải rồi thì lợn, xác động vật xuống đây rất ô nhiễm. Không chỉ tại kênh giữa, trên dọc tuyến kênh Tây tại các điểm của xã Mỹ Hà, Tiên Lục, Đảo Mỹ và kênh Yên Lại, xã Hương Sơn cũng xuất hiện xác lợn chết nhưng chưa được các xã xử lý kịp thời. Trao đổi vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang cho biết, ngay sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 5, huyện đã triển khai hai cuộc họp chỉ đạo các xã thực hiện nghiêm việc vớt xác lợn chết và chôn hủy lợn trên kênh. Thành lập một đội dân quân cơ động để thực hiện cái việc tuần tra kiểm soát và thực hiện cái việc chôn hủy lợn chết vứt ra môi trường từng ngày và kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo huyện để thực hiện những cái giải pháp tiếp theo. Chỉ đạo các biện pháp quyết liệt về tuyên truyền người dân không được tự ý vứt lợn chết ra môi trường. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo phòng dịch của huyện lúc này đang trong tình trạng trên nóng dưới lạnh bởi thiếu sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở cơ sở, lực lượng chủ lực trong phòng dịch. Việc chấn chỉnh khắc phục tình trạng này cần sớm được thực hiện.